chào các bạn. Mình đại diện nhóm IEK40 và IBK30 xin trình bày về vi khuẩn E. coli. Như các bạn đã biết, E. coli là loại vi khuẩn phổ biến trong môi trường sống của chúng ta và hầu như trên thế giới ai cũng biết đến nó. Vậy, các bạn có biết E. coli là loại bạn hay thù không? Nếu là bạn, thì tại sao quanh năm chúng ta luôn phải đối mặt với vấn đề nhiễm khuẩn do E. coli? Còn nếu là thù, thì tại sao trên thế giới chưa đưa ra vi khuẩn này vào một trong những vi khuẩn nguy hại nhất thế giới? Hãy cùng nhóm mình tìm hiểu nhé! Escherichia coli, do Theodore Escherich, năm 1857-1911, một nhà vi khuẩn học người Áo, phát hiện đầu tiên năm 1885, G. Escherichia thuộc họ vi khuẩn đường ruột. Phân loại khoa học. Theo nghiên cứu khoa học thì E. coli được phân danh pháp danh theo Castellani và Chambers năm 1919, thì họ của E. coli là Enterobacteriaceae. G của E. coli là Escherichia, còn loài thì là Escherichia coli. Chúng ta cùng đi qua đặc tính sinh học của E. coli. Về hình thái học, E. coli là một trực khuẩn gram âm, kích thước trung bình từ 2 tới 3 nhân cho 0,5 micromet. Rất ít chủng E. coli có vỏ, nhưng hầu hết chúng đều có chim mao và tất cả chúng đều có khả năng di động. Về tính chất nuôi cấy, E. coli phát triển dễ dàng trên các môi trường nuôi cấy thông thường, hiếu khí kỵ khí tiện nghi, nhiệt độ thích hợp là 37 độ C. E. coli có khả năng lên men nhiều loại đường và có sinh hơi và không sinh ra khí dihydrosulfur. Khi khử carboxin của lysine, ornithine, arginine và axit glutamic, E. coli ta galactosida dương tính. Phân loại dựa vào sự tổ hợp của các cấu trúc kháng nguyên, có 3 loại cấu trúc kháng nguyên là O, K và H. Từ đó sẽ tạo được rất nhiều tai viết thanh khác nhau. Và tới hiện tại, E. coli đã được phân lập khoảng 33 chủng Enterobacter. Và dựa vào các vị trí gây bệnh ở người, E. coli được chia thành các loại E. coli gây bệnh đường ruột theo danh pháp IBEC được biết đến gồm EBEC, E. coli gây bệnh đường ruột, ETEC, E. coli sinh độc tố ruột, EIEC, E. coli xâm nhập ruột, và EHEC, E. coli gây xuất huyết ruột. Ngoài ra còn hai loại E. coli gây bệnh ngoài đường ruột quan trọng nhất là MAEC, E. coli gây viêm màng não, và UBEC, E. coli gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Như chúng ta đã biết, các E. coli, những tiếp E. coli gây hại cho cơ thể. Vậy những E. coli có lợi cho cơ thể chúng làm gì trong đường ruột chúng ta? Hầu hết E. coli là vi khuẩn sống thường trú trong ruột chúng ta vì những mặt có lợi như sau: kích thích hệ miễn dịch của cơ thể, ngăn chặn sự tấn công của vi khuẩn xâm nhập vào hệ tiêu hóa, sản chất các chất có lợi cho cơ thể, ví dụ như vitamin K, biotin và folate, sức chuyển hóa các đường. Một số loại tiếp huyết thanh có khả năng gây bệnh thường gặp trên lâm sàng là nhóm kháng nguyên O và nhóm kháng nguyên gen 2 là yếu chiếu ưu thế của chủng E. coli. Là thù, khi chúng hiện diện với số lượng nhất định ở những cơ quan không thường trú của chúng như hệ tiết niệu, hệ hô hấp và màng não sẽ gây bệnh ở những cơ quan này. Ví dụ những bệnh như nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm thận, viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm màng não. Ngoài ra còn có một số loại E. coli có khả năng tiếp nhận gen gây bệnh từ những vi khuẩn khác sẽ gây bệnh cho đường tiêu hóa. Một số bệnh chúng ta thường gặp trên lâm sàng như tiêu chảy cấp và viêm đại tràng. Nhiễm khuẩn tiết niệu do E. coli. E. coli sống chủ yếu ở đường ruột, nên lây lan từ phân do hậu môn và cơ quan sinh dục nữ nằm gần nhau. Bình thường sẽ không có sự xâm nhập của vi khuẩn vào đường tiết niệu do pH âm đạo của phụ nữ thường thấp.
một yếu tố thuận lợi nào đó, ví dụ như lau không đúng cách. Đối với phụ nữ, lau từ sau ra trước, sau khi đi tiêu có thể kéo trực tiếp E. coli vào niệu đạo. Tiếp xúc tình dục. Đối với phụ nữ, niệu đạo của phụ nữ nằm cạnh âm đạo và hậu môn. Vị trí này giúp vi khuẩn rất dễ dàng di chuyển vào đường tiết niệu trong quá trình quan hệ tình dục. Trữ nước tiểu quá lâu, đi tiểu thường xuyên cho phép cơ thể tiếp tục xả vi khuẩn như E. coli ra khỏi hệ thống. Điều này đặc biệt quan trọng trước và sau khi giao hợp. Enterobacter gây bệnh khi chúng hiện diện quá số lượng nhất định ở những cơ quan không thường trú của chúng và gây ra những nhiễm trùng cơ hội. Những vùng tiết niệu và đường hô hấp là những nơi phổ biến nhất của bệnh. Sự hiện diện của Enterobacter là nguyên nhân gây nhiều bệnh nhiễm trùng, trong đó có tới 5% của nhiễm trùng huyết bệnh viện, 5% của viêm phổi bệnh viện, 4% các bệnh viện nhiễm trùng đường tiết niệu và 10% các trường hợp viêm phúc mạc sau phẫu thuật. Các yếu tố nguy cơ. Phụ nữ có thể nhiễm bệnh hơn do lỗ niệu đạo nằm gần với nguồn vi khuẩn từ phía sau, hậu môn và âm đạo, và niệu đạo của phụ nữ cũng ngắn hơn nên vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào bàng quang. Giao hợp cũng có thể gây nhiễm trùng niệu đạo. Phụ nữ sử dụng màng ngăn âm đạo thường dễ nhiễm trùng hơn, và bao cao su có chứa chất diệt tinh trùng cũng làm tăng phát triển E. coli trong âm đạo, có thể di chuyển vào niệu đạo. Phẫu thuật thông tiểu cũng là yếu tố nguy cơ. Nếu ống thông tiểu càng lâu ngày thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Trẻ nhũ nhi, vi khuẩn từ tảo lót dính phân có thể đi vào đường tiểu và gây bệnh. Tình trạng kháng thuốc. Ngày nay, tình trạng đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn E. coli đã trở thành một thách thức của nền y học. Vi khuẩn có cách để làm hạn chế các việc xâm nhập của các kháng sinh vào bên trong tế bào vi khuẩn, dẫn đến kháng sinh sẽ ít có cơ hội tác động để tiêu diệt vi khuẩn. Vi khuẩn che chắn hoặc làm biến đổi các đích tác động của kháng sinh, làm mất hiệu lực của kháng sinh. Vi khuẩn sản xuất ra các enzyme để phá hủy các kháng sinh. Ví dụ, ESBL là một thế hệ men beta-lactamase cho phép vi khuẩn đề kháng được tất cả các thế hệ cephalosporin, kể cả thế hệ 3 và thế hệ 4. Theo nghiên cứu SMART tại Việt Nam năm 2011, thực hiện trên vi khuẩn E. coli và Chaepernickia phân lập từ nhiễm khuẩn ổ bụng và đường tiết niệu, cho thấy tỷ lệ tiết ESBL lần lượt là 51% và 37%. Chúng ta có tỷ lệ kháng kháng sinh của E. coli đối với các independent of rosacin, ciprofloxacin lần lượt là 87%, 87% và 78,9%. Ở Việt Nam, theo báo cáo sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh tại 15 bệnh viện Việt Nam năm 2008 tới năm 2009 của Bộ Y tế và RAP Việt Nam năm 2009 cho thấy tỷ lệ vi khuẩn E. coli là rất đáng báo động tại nhiều bệnh viện như Chợ Rẫy là 49%, ở nhiệt đới là 55% và tại Bệnh viện Việt Đức là 57%. Về phần điều trị, nhiễm trùng do E. coli thường tự biến mất nên việc sử dụng kháng sinh chỉ làm rút ngắn thời gian mắc bệnh và chỉ làm giảm triệu chứng. Việc điều trị E. coli quan trọng nhất là uống nhiều nước để bù lượng dịch đã mất và nghỉ ngơi hợp lý. Trong trường hợp phải sử dụng kháng sinh thì dùng kháng sinh kết hợp liều cao theo kháng sinh đồ, thời gian sử dụng từ 5 tới 7 ngày. Điều trị hỗ trợ như dùng thêm thuốc sát khuẩn đường niệu, ví dụ nitrofurantoin, mirasoplu, không ạn thức ăn hợp, giảm đạm động vật và giảm muối. Giải quyết nguyên nhân gây ứ động đường niệu. Kết luận, E. coli là trực khuẩn gram âm, sống hiếu, kỵ khí tiện nghi, đa số có thể di chuyển bằng chim mau. Danh pháp của E. coli ở đường niệu là UPEC. E. coli xâm nhập đường niệu chủ yếu bằng nhiễm trùng ngược dòng từ cơ quan sinh dục và hậu môn đường niệu. E. coli không chỉ đề kháng được với các kháng sinh thông thường hay các cephalosporin, tất cả các thế hệ, mà còn có tỷ lệ cao kháng được các kháng sinh như aminoglycoside và fluoroquinolone. Việc điều trị E. coli bằng kháng sinh không cần thiết trong đa số trường hợp do sự nhiễm trùng của E. coli có thể tự biến mất. Trong một số trường hợp cần sử dụng kháng sinh thì nên sử dụng kháng sinh kết hợp liều cao theo kháng sinh đồ để tránh nền tảng kháng thuốc. Về tài liệu tham khảo, các bạn có thể tìm những thông tin vào các thông tin dưới đây. Thứ nhất, website ycanthơ.com. Thứ hai, các bạn có thể vào YouTube, gõ từ khóa bác sĩ Trần Văn Quyên, nhấn subscribe để theo dõi những video clip của thầy. Thứ ba, các bạn có thể vào Facebook và search bác sĩ Trần Văn Quyên, nhấn like. Các bạn có thể theo dõi và tìm tài liệu ở đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.